Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Các bác ơi, hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2023 các bác nhé. Em lên cho các bác vừa em 10 em mộc các bác nhé. 10 em mộc này thì chim vừa mới về rồi các bác. Thì em vẫn như thường lệ thì em sẽ quay clip cho các bác xem thôi nhé. Anh em nào mà kết con nào thì alo cho em. Và như thường lệ, vẫn như thường lệ thì là em vẫn sẽ kích xem con nào hot thì em sẽ quay các bác nhé. Còn chim chưa hot thì em sẽ để em test lại và sẽ chia sẻ cho các bác sau. Thì đây là 10 em chim họa mi mộc, chim đã khoảng tầm 2-3 tháng lồng rồi các bác nhá. Ăn cám cứng và đã hót ra giọng hết rồi các bạn. Thì mấy con chim này ấy, nếu mà tí nữa em báo giá xong ấy thì anh em là có nhu cầu nào thì ủng hộ em nhé các bác nhá. Thì nhà em có cả sản phẩm cám nữa, anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ với em. Còn bây giờ em sẽ kích tiếng máy để cho chim hót thì, và sẽ quay cận cảnh từng con khi nó hót rồi sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người nhé các bác nhá. Các bác ơi, sau một thời gian xùy mái và kích thì em đã chọn ra những con chim hot các bác nhé. Và các bác xem trên video các bác cũng đều có thể thấy hết, đó là hơi đen một chút. Hôm nay là con số 1 là con mi mái các bác. Con số 2 đã hot, số 3 hot, số 4 hot nhé các bác nhé. Số 7, số 9, số 10 đã hot. Thì tổng cộng là có 8 con cả mái là đã xùy và hot rồi. Ok rồi, thì bây giờ em sẽ quay video chi tiết từng con một các bác nhé. Đây này, đây là con số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4 này, số 5 này, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10 đấy nhá. Các bác nhá, và bây giờ em sẽ quay em số 1 này các bác này. Các bác nắm em số 1 nhá. Đây, số 1 đây các bác nhá. Ok. Đấy, số 1 đây các bác nhá. Số 1 là một em gọi mi mái này các bác này. Chim mới về nhưng nhìn rất là khỏe mạnh các bác nhá. Đó, đây này. Nếu mi này thì em bảo hành với anh em là cám cứng rồi các bác nhá. Đấy. Em mi mái đã xùy trong họng rồi các bác nhá. Anh em nào cần mi mái thì alo cho em. Em mi mái này em chia sẻ cho các bác là 1.200.000 các bác nhá. 1.200.000 em mi mái này không tật lỗi gì, đã xùy trong họng rồi các bác nhá. Đã xùy trong họng của chim rất là ok này, móng gối đầy đủ các bác nhá. Đấy. Anh em yên tâm nhá, móng miếc đầy đủ này, đấy. Đây là em số 1 này các bác này. Mi mái các bác nhá, mi mái số 1 này. Đó, 1.200.000 em mi mái này các bác nhá. Con mái này đẹp quá, mái này rất là đẹp này. Đấy, các bác nhìn con mi mái số 1 này, đấy. Rất là ok các bác nhá. Đây, đây. Em quay lại một lần nữa, đây, đây. Đẹp chưa các bác, đẹp chưa, úi dồi quá đẹp luôn. Đó, con mái này. Rồi, nó đứng im rồi, đứng im rồi, em quay sát mặt này. Nó cứ nhảy xuống dưới đấy các bác. Đó, các bác nhá, đấy là, đấy, con mi mái số 1 này. Rồi, nó để dựa đây, đây. Đấy, anh em nhìn kỹ rồi đúng không các bác? Rồi, con này là 1.200.000 các bác nhá. Chim rất là đẹp đây, đây các bác nhìn kỹ rồi đấy không? Rồi, tiếp tục sang em số 2 này các bác này. Em số 2 nhá, em số 2 đã hot rồi này. Ok. Đấy, số 2 này. Số 2 đây các bác nhá. Hơi hơi nhảy một chút, đấy. Rồi em. Số 2 là một em họa mi người khá là dài các bác nhá. Người khá là dài, trường chim các bác nhá. Rất là đẹp, chim rất là đẹp luôn các bác. Đấy, con số 2 này thì em giao lưu với anh em là giá là 1.900.000 các bác nhá. Chim đẹp, bóng bộ ok các bác nhá. Đó, số 2 1.900.000 các bác nhá. Anh em xem thì anh em để ý là giá em đã nói sẵn trên video rồi nhá. Anh em lưu ý cho em là giá này em không mặc cả và cũng không bao ship các bác nhá. Nên anh em đừng gọi cho em nếu mà xác định bớt thì mong anh em không gọi, bởi vì là em cũng không bớt đâu. Giá chim các bác có thể thấy là
nhập cả một lô trống về dính mái này các bạn này. Con số 2 này nhá, em nói thật với các bác, mẫu này khả năng còn chiến được ấy, người rất là dài các bác nhá. À, rồi tiếp tục các bác nhá, em sẽ chuyển đến em số 3 này các bác này. Em số 3 này một em họa mi rất là đáng buồn. Nó bị đau mất cái móng hậu đằng sau các bác đây này. Quay cho các bác xem nhá, đấy cái móng hậu này, đấy, cái móng hậu nó đau đằng sau các bác nhá. À, cái móng này khả năng nó khỏi rất là cao, anh em yên tâm nhá. Đấy. Anh em về có thể thả AV nhá các bác nhá. À, con số 3 này thì giao lưu với anh em là 1.300.000 các bác nhá. Chim đã hot rồi. Nó đau mỗi cái móng hậu này này các bác này, đau mỗi tí cái móng hậu này đấy. Đây, đấy, các bác nhìn nhá. Đấy nó đau móng hậu này đấy, anh em nhìn rõ chưa? Đấy anh em chắc nhìn rõ rồi. Đây nó nhảy xuống nhá. Đấy mọi người nhìn rõ nhá, đấy. Thì em giao lưu các bác là con số 3 này là 1.300.000 các bác nhá. 1.300.000 em số 3 này các bác. 1.300.000 đây số 3 này các bác này. Đấy, chim rất là đẹp nhá. À, dáng thon gọn, đầu mặt đẹp quá nhá. Bóng bộ ok. Đấy, đây là em họa mi số 3 này. 1.300.000 các bạn. 1.300.000 em số 3 nhá các bác nhá. Đấy, đấy đấy, 1.300.000. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục chuyển sang em họa mi mã số 04 cho anh em nhá. À, rồi tiếp tục các bác nhá. Đây là em họa mi mã số 04 này. Em họa mi mã số 04 là một em họa mi to các bác nhá, bộ to. Nhưng mà nó nhảy dưới cầu, con này khá là tính chim các bác nhá. Đó. Đó, khá là tính chim này. Đó các bác nhá. Đầu mặt rất là đẹp luôn, bóng bộ rất là ok. Đó các bác nhá. Em họa mi mã số 04 này thì em giao lưu với anh em là 1.800.000 các bác nhá. 1.800.000 em họ mi mã số 04 này các bác nhá. Đó, em họa mi mã số 04 này giao lưu với anh em là 1.800.000. Đây. Để em quay sát đầu mặt em nói nha các bác nhá. Các bác xem đây đầu mặt này. Đầu mặt rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Đầu mặt rất là đẹp này. Đây là em họa mi mã số 04 các bác nhá. Em này thì cứ nằm dưới sàn thôi, chắc là nó hơi mệt quá. Nó hơi mệt các bác nhá. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục là em số 05, 06 thì chưa hot và giờ sẽ tiếp tục là sang mã số 07 các bác nhá. Đây 07. Đây 07 nha các bác nhá. 07 là một em họa mi bị xước lông đuôi các bác. Bị xước lông đuôi nhưng mà chim khá là đẹp, rất là đẹp các bác nhá. Thì con này anh em nào thích ý, thì em sẽ nhổ lông đuôi đi cho anh em. Hoặc về để nó mọc bộ lông đuôi mới, còn không thì anh em cứ để sang đến mùa thì nó sẽ chơi thay lông thôi. Con này thì giao lưu với các bác là 1.500.000 các bác nhá. Đây con nhìn này, chim già rừng đấy các bác ạ, không phải chim, không phải là chim ấy đâu, nó vì nó già rừng nó nhảy nhiều nên là lông đuôi lông điếc nó mới bị sơ xác này các bác. Con này lông rất là mỏng này, con này lông rất là mỏng các bác nhá. Chân cành đào đẹp các bác nhá. Đó anh em ạ. Đấy nhá. Rồi. À, con 08 mà lên hot rồi đúng không? Đúng rồi, 08, 08 hot rồi. Đúng rồi, con 08 nó còn hot nhiều luôn nhá. Đó các bác nhá. Đó. Anh em nào thích lấy con này này, mới bao nhiêu? 1.500.000 nhá. Bây giờ em sẽ quay tiếp em mã số 08 coi nhá. Chưa được ăn uống nên nó mệt. 08 này. Đây là em 08 này coi này. 08 là một em họa mi hot rất nhiều trong học nha, anh em xem đầu clip anh em có thể thấy nhá. Tuy nhiên thì con 08 này mặt nó hơi xước một chút thì em sẽ để cho anh em giá là 1.700.000 thôi nhá. Con này mặt rất là dữ luôn các bạn, mặt rất là dữ luôn. Đó 1.700.000 con 08 các bạn nhá. Có nhìn nó trong học này, tiếp chưa? Ui con này mặt đẹp thích quỷ ơi. Ui 08 này. Ôi mình nhận báo 1.700.000 rồi. Thôi được rồi, vẫn để cho anh em 1.700.000 được. Chúng ta lại. Được rồi, đi nữa. Rồi, ok, 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 ok. Đấy. Để ý cho nó nhảy nha. Tại vì em nói này nói. Đây, quay nhìn cái mặt của 08. 08 này đẹp quá. Chân đẹp.
Con này chim siêu già rừng các bạn. Đó các bác nhá, đây là 08 nhá, 1.700.000 này. 1.700.000 cho anh em nào thích nhá. Con chim 08 này anh em nào gột được thì nó quá chất lượng luôn này. Nó quá là chất lượng luôn các bạn. Đầu bọc mà đẹp thật, dữ dằn. Chim rất là đẹp các bác nhá. 08 1.700.000. Rồi sẽ tiếp tục chuyển sang em mã số 09 các bác nhá. Đây 09 này ạ. Đây 09 này. 09 là một em họa mi mỏ vàng, chân cành đào, đuôi hơi xước một chút các bác nhá. À, thì con này em giao lưu với anh em là 1.600.000 các bác nhá. Đó 1.600.000 em 09 này các bác nhá. Anh em xem chim nhá, đây. Mời anh em xem chim ạ. Đó. Mời anh em xem chim nhá. Một triệu sáu trăm nghìn các bác nhé. Con này đẹp các bạn, con này đẹp. Hôm nay toàn chim đẹp mình lại bán rẻ này. Đó. 1.600.000 em 09 thôi nhá. Nói chung là con 08, 09 năm hôm nay bán quá hợp lý cho anh em luôn, thật sự. 08, 09 hôm nay bán quá hợp lý cho anh em luôn. Đó. Các bác nhá, rồi bây giờ tiếp tục này, sang mã số 010 này. 10 cho anh em lựa chọn này. Đây. 10 này không? Hot thế. Hot nhiều. Lúc ở trong mấy em cho ra không nhiều. Có không 10 này nhưng mà rất tiếc là đuôi nó lại bị xước và cái đầu nó lại hơi xước xước này, thì thôi nó cho con không 10 này em cứ giao lưu với các bác là 1.500.000 đi. 1.500.000 đi, 1.500.000 đi. Mà hot nhiều, đảm bảo nói chung là chim là đã ra rộng hết rồi anh em ạ. Anh em yên tâm nhá, 1.500.000 con không 10 này. Này thôi, nhưng mà các bác nuôi về các bác nuôi một thời gian thôi là đấy, ok. Đấy, thật tối. Đây rồi, nó tắm nước đó các bác nhá. Đấy, thì con này con không 10 này, con này mặt nó hơi xước một chút nhưng mà được cái là mặt nó cũng lì này. Thì con này thì giao lưu với anh em 1.500.000 nhá các bác nhá, 1.500.000 ạ. Đó. Rồi anh em nào bổ kết em nào thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé. Nhà em thì có cả cám và có cả chim. Anh em nào có nhu cầu sử dụng ủng hộ thì anh em alo cho em nhé. Em xin phép là dừng video ở đây. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Bye bye tất cả mọi người ạ.